Kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ với công lực vô cùng đỉnh cao đến từ ngoại tỷ lệ khách Vương thứ nhất trong ván đấu đầu tiên đánh trong giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc vào mùa giải năm 2010, khi đó Vương còn rất trẻ. Kính mời các bạn đón xem, bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương thứ nhất, người cầm bên đen là Vương Bân. Chứ吃 吃 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
将军。吃。将军。将军。và tới hình cờ trên sau phần cờ trò thoái xe chiếu bắt xe đường 8 của bên đen thì bên đen đã phải bốn cờ xin thua trong hình cờ đó. Bởi các bạn thấy ngay đánh tiếp mà cho thoái tượng về thì đơn giản là phấn cờ cho bắt xe. Bên đen có vật pháo quang pháo thì vẫn là hình cờ mà bên đỏ có ưu thế quá lớn. Còn trong một phần khác đánh tiếp mà cho tiền pháo qua để chúng mất xe thì thậm chí còn mất cả pháo ngay, bởi đơn giản là phấn cờ cho bình xe để chém pháo. Không thể ăn xe qua là dính đòn là thua ngay. Còn trong hình cờ trên, bình vòng qua để cản đường thì đương nhiên mất xe, thì cũng thua nhanh. Sau đây xin kính mời các bạn đoán xem vào đấu thứ hai. Đây là ván cờ đánh trong tài cờ tướng Tuân Hồ Bôi năm 2014. Vương thứ nhất đi tiên và Vương Bân cầm ở đen hậu thủ.吃。
吃。 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 将军。Và từ hình cờ trên sau phần cờ cho tung mã qua, phế mã để chủ tướng thì bên đen bùng cờ xin thua. Bởi các bạn thấy ngay, sen mã thì thua ngay, lập tức là phần cờ cho tiến con xe xuống đánh cụ. Đường cờ không thể đi dành cho bên đen. Có trong hình cờ trên có đi tiếp bằng phần cờ cho bình tướng qua thì sao? Khi đọc thế công đến từ bên đỏ vẫn vô cùng hùng mạnh, hoàn toàn có thể cho bình phòng qua để chủ tướng ngay. Với phần cờ cho thoái mã về thì sao? Khi đó sẽ là phần cờ cho bình pháo chiếu ép buộc bên đen lại phải cho tung mã qua, và lập tức là phần cờ cho bình pháo chiếu mở đường cho vừa chiếu vừa bắt xe. Các bạn thấy ngay, chống xích qua thì mất xe, hình cờ cũng thua nhanh về sau. Còn trong một phần khác thì sao? Đánh tiếp mà cho co mã về, để tránh mất xe thì bên đỏ hoàn toàn có thể cho thoái con pháo về ngay để lấy ngòi tấn công. Vừa bắt xe vừa đang mượn đường cho xe hai bình bốn đánh cục. Bên đây có cho tiến xe bắt mã để hóa giải sát cơ thì lập tức làm phần cờ cho vật pháo qua xe ngay bắt xe. Đồng thời các bạn thấy ngay con xe đen đứng ở lộ 4 vẫn đang bị đuổi. Và xe mà chạy đi thì bất mã hình cờ cũng là thua nhanh dành cho bên đen. Các bạn sẽ cùng xem lại hình cờ trong trước đó. Ở trong hình cờ trên khi đánh tiếp mà bên đen không cho thoái mã về mà nhắc xích qua trước thì sao? Khi đó vẫn là hình cờ tương tự như hình cờ trước đó, bởi lập tức là phần cờ cho bình pháo chiếu ép bên đen phải nhả xi về, và lập tức là phần cờ cho tách pháo qua. Các bạn thấy ngay vẫn tương tự như hình cờ ở trước đó, ở trong xích qua thì mất xe, hình cờ cũng thua nhanh. Có trong hình cờ trên cho thoái mã về thì tương tự là phần cờ đường công đến từ bên đỏ là không thể cản phá. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên, hai ván cờ đỉnh cao đến từ danh thủ vương thứ nhất. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.